cuốn chùa vang vọng chiều nay, con nhớ cha già nhớ mẹ hiền ở tận quê xa, lại Phật Quan Âm từ bi ban cho cha mẹ của con được nhiều sức khỏe để cho con trẻ xa quê yên lòng. Ba nén nhang trầm con nguyện thành tâm tôn kính những ngài ước mẹ hiền ở đời bên con, và cầu cho cha của con không lo không phiền dù cho trần gian sông gió đời bao giông tố, mẹ cha vẫn an lành. Ngài rằm Phật vì đã cho con đến hôm nay một bông hồng đó thắm tươi con gái trên ngực. Phận đời xa quê không ơn ơn mẹ với cha hiền buồn lắm ai ơi, thế nên ai gần cha gần mẹ thì hãy thương lấy cha mẹ mà trầm con nguyện thành tâm tôn kính những ngài ước mẹ hiền ở đời bên con, và cầu cho cha của con không lo không phiền dù cho trần gian sông gió đời bao giông tố, mẹ cha vẫn an lành. Ngài rằm cảm ơn Phật vì đã cho con đến hôm nay một bông hồng đó thắm tươi con gái trên ngực. Phận đời xa quê không ơn ơn mẹ với cha hiền buồn lắm ai ơi, thế nên ai gần cha gần mẹ thì hãy thương lấy cha mẹ. Ngài rằm nhu la con cảm ơn trời cảm ơn Phật vì đã cho con đến hôm nay một bông hồng đó thắm tươi con gái trên ngực. Phận đời xa quê không ơn ơn mẹ với cha hiền buồn lắm ai ơi, thế nên ai gần cha gần mẹ thì hãy thương lấy cha mẹ mến. Không ơn ơn mẹ với cha hiền buồn lắm ai ơi, thế nên ai gần cha gần mẹ thì